ngày hôm nay thì Thảo có đi tham quan một cái gọi là một cái mô hình quán cà phê theo dạng là bể cá. Hiện tại thì Thảo đang ở trong căn phòng này có rất là nhiều bể cá. Cũng vì thế cho nên là hôm nay Thảo sẽ thực hiện cả một cái phi vụ để chính là test chất lượng hình ảnh của chiếc camera hành trình SG7 Star ở dưới nước, xem là hình ảnh của nó thu lại được như thế nào. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi video nhé. Bây giờ thì mình sẽ nhúng chiếc SG7 Star này xuống dưới bể cá. Đây các bạn, chút xíu nữa mình sẽ mang video clip lên cho các bạn xem nhé. Đây, bể cá được bật đèn rất là đẹp, với có rất là nhiều cá với nhiều màu sắc vô cùng đẹp luôn. Mình sẽ di chuyển camera xung quanh hồ cá. Vừa rồi thì các bạn vừa xem một đoạn clip ngắn mà mình vừa thực hiện quay camera hành trình SG7 Star ở dưới cái bể cá. Và mặc dù là chiếc SG7 Star này, cái mắt lens đã qua một cái lớp kính của cái ốp chống nước, nhưng mà cái hình ảnh của nó cho ra thì các bạn cũng không thể nào mà chê vào đâu được. Khi mà có thêm một chút cái ánh đèn ở trong cái bể cá và chúng ta sẽ nhìn thấy những con cá rất là sắc nét và rõ ràng, và những cái đường gọi là cá nó bơi lội uốn lượn thì vô cùng là đẹp mắt. Và vừa rồi thì mình đã test chiếc camera hành trình SG7 Star ở dưới nước, cùng với đó là ốp chống nước và một chiếc gậy nổi như thế này. Thì gậy nổi là một cái phụ kiện mà sẽ không thể thiếu được cho các anh em đi phượt, mà nhất là những anh em nào mà thích đi phượt những nơi mà bơi lội thì gậy nổi sẽ là một cái phụ kiện rất là tốt để cho các bạn có thể vừa bơi vừa có thể quay video được ở dưới nước. Và nếu như mà các bạn cảm thấy clip này đẹp hay thì hãy nhớ nhấn một like cũng như là subscribe kênh YouTube là cái channel của mình nhé. Vẫn còn một đoạn video ngắn ở phía sau nữa, các bạn hãy cùng đón xem cho hết video nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.